Sang tuần anh sẽ đi Campuchia. Thế à? Thế à? Hai đứa mình có phải là người yêu của nhau không đấy? Em không định hỏi gì à? Bố anh và anh quyết định là sẽ mở rộng thị trường sang Campuchia. Cho nên là việc ở nhà bố anh sẽ kiêm luôn quản lý. Còn anh thì sang bên đó một thời gian. Em đi với anh nhé. Công việc của em ở đây đang tốt mà. Anh tin là sang bên đấy cũng sẽ ổn. Nhưng mà sao? Em chưa sẵn sàng. Vậy thì bao giờ mới sẵn sàng? Anh cứ tưởng là khi hai đứa mình đến với nhau rồi là em có thể bỏ tất cả mọi thứ ở sau lưng. Nhưng mà hóa ra thì lại không phải như vậy nhỉ? Không, không phải là như thế. Mà là vì sao? Vì anh Nam anh ấy cần em. Chuyện ngày hôm nay xảy ra ít nhiều cũng là lỗi do em. Em không biết rằng sự ra đi của em lại gây ra cho anh ấy nhiều đau khổ như thế. Nếu như mà ngày xưa em ở lại... Thôi đủ rồi An. Anh hiểu rồi. Không cần phải nói thêm gì nữa. Không, anh không hiểu gì cả. Tất cả chỉ là anh đang suy diễn thôi. Mọi chuyện không phải là như thế đâu. Anh không suy diễn An ạ. Anh chỉ cảm thấy là anh không muốn đợi nữa. Đợi để em gạt bỏ tất cả mọi thứ ở sau lưng. Đợi để em sẵn sàng bắt đầu. Và quan trọng hơn hết là đợi để cảm nhận được tình yêu của em. Có thể anh không lấy tiền đề của tình yêu là hôn nhân, nhưng mà anh luôn luôn muốn một mối quan hệ được lâu dài. Nhưng mà em thì không phải như vậy. Em bước một chân vào nhưng một chân lại để bên ngoài. Nếu bất kỳ khi nào em cần, em có thể rút ra. Anh không thể đợi được nữa.